ta có một bộ display trên một cái cầu dài như là dài. Đây bạn có thấy không? Có những cái đoạn dốc. Xe vượt qua và lên hai phần đầu nhất của chúng ta. 3, 2, 1, go! Cầu là đây nơi này chết theo là mây lên xin lắp rồi lắp rồi hay sau là các bạn lên lắp và xin lắp lên Winner, chúng ta đã có người chiến thắng. Chiếc thứ hai là Velociraptor. Dino hết, ngã ngựa rồi. Cứ vậy thôi. Let's go. Pyroclophot. Wow. Bảy. Là có 3 người chiến thắng. Dinosaurus, Velociraptor và chú khủng long này đây. Ê, là cái gì đây? Victory. Cái gì vậy? Chúng ta hiện